Rồi tô nhanh đi đó, lên lớp nền, cái nó đẹp hẳn ra luôn. Kê nét là cho đẹp nghe chưa. Bây giờ nè, cái bài này á, anh Thư vẽ trong bao lâu vậy? Mấy tiếng? 3 ngày, không biết. Đâu có tiếng nào. Vẽ mà không nhớ luôn, vậy là hay vậy đó. Xong luôn hả em? Vẽ gì đâu. Được không Bảo Ngọc? Dạ, con không biết vẽ hay gì cả. Chắc là được rồi đó ha. Biết sao không, cái màu của mình nó hơi bị nhạt nhỏ. Thôi bị nhạt. Mày của thỏ sợ con chăm thêm vô rồi nó tày quầy, con không dám chăm nữa. Có đầu chăm, có gì đâu em. Cứ lên nét thôi, tại vì em có phớt màu không à. Em được cái con mắt em nhắn nè, chứ không thôi đã là cái màu mình nó nhạt nhỏ lắm. Được quá nè, thấy chưa. Ok à, ngon lắm. Phải vậy mới được. Trời ơi, vẽ bảy viên ngọc rồng rồi đó hả? Nhanh lên nha. Xong rồi đó hả? Mấy cái phần bôi gươm á, em bôi cho nó kỹ lại nha. Đừng có để vậy nó vô tình nó dơ. Thấy chưa, người ta con trai, người ta dễ đẹp. Bài lâu không Thịnh? Ủa, bài lâu không kịp? Hình như là nữa. Không có lâu lắm. Chịu khó vẽ mấy con panda dễ thương quá đi. Hả, à, cái gì hư? Vậy hả? Đi kiếm đi, ai biết đâu trời ơi. Dễ thương này thấy chưa. Ở cái lớp này ghê á. Vẽ gì mới gọi là vẽ chứ trời ơi. Không hổ danh là lớp 634. Vẽ lâu không? Lâu hả? Ghê quá. Gần xong rồi, cố lên, cố lên. Nhắn nét nữa, cố lên, cố lên. Bài của lớp chuẩn. Rồi bài này bao cho xem thử thôi. Xong không? Nhắm xong trong tiết không? Cố lên nha. Chứ tại vì có nhiều bạn vẽ chi tiết dữ dằn lắm kìa. Nhưng mà chắc chưa xong đâu. Có gì hãy cho em thời gian, yên tâm. Sao á? Đi chờ. Thấy chưa? Ồ, anh vẽ kỹ ghê nè. Đẹp quá cái lớp này. Vẽ hai con mắt vô nha. Xong rồi mình nhắn chi tiết nét lên thôi. Chịu khó nha. Ok cũng được. Trời ơi, y chang luôn nè. Trời ơi, nhìn hình tốt. Bà có đứa chú không? Bà in rồi đó. Trời ơi, có bức học sinh quá vậy ta. Cái chắc vẽ cùng quá. Em vẽ bức này lâu không? Khoảng 2 tiếng 3 phút. 2 tiếng, trời 2 tiếng mà còn 3 phút nữa má ơi. Ờ, không, nói chung cái chắc đi màu cũng xinh. Thà như vậy đi, mình bày mình tốt. Xinh quá. Lên, 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 lên màu nha, quá tốt rồi. Bạn sao, bạn sao, bạn sao? Nạp luôn hả? Tốt quá. Lỡ chơi, lỡ xong rồi này lên. Không sao em, không sao em, không có sao. Không mà đang chơi bút chì dầu đúng không? Cái nhảy qua cái này, cái tông nó hơi bị lạc lạc ha. Mai mốt mình chơi mắc cơ hết cũng được, không sao hết. Không sao, nó không ảnh hưởng gì quá nhiều đâu. Đẹp quá. Ôi, nhanh lên mấy bạn. Cái gì vậy mấy đứa? Cái gì? Ờ. Nó thằng ơi, nó ngồi há nó kéo bàn. Gì đâu mà không có lịch sự gì hết trơn à. Chết cái kiểu này rồi. Sao xong đây? Xong không? Không biết rồi. Không xong cho thêm thời gian. Bài mình quá tốt rồi. Tốt quá rồi. Trời ơi, cái mảng này, cái mảng này là trúng tủ rồi. Tốt quá nào. Đâu giơ tay cho thầy xem thử rồi à. Xíu hai coi. Ôi. Xinh quá rồi. Cố lên, không làm được hết trơn á. Rồi cố lên mấy đứa ơi. Cái khu cái tổ này sao nó chống vắng quá vậy ta. Không, lớp này con trai dễ đẹp. Dễ ra không chị? Ổn không? Bây giờ mới bắt đầu vẽ hình, vẽ thước nữa hả? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên mấy em ơi, nhanh lên. Nói chung cái đề này nó cũng gọi là mấy em chọn nhân vật thôi, có đâu có.
hả? Ok, đi rửa cọ đi. Ghê quá à, hay quá. Kịp không? Trời ơi, sao không lấy cho cái gì ta? Cho cái đó chắc hết mực rồi đó. Hết mực luôn. Xinh quá, đâu qua anh đây coi thử đó. Quỳnh Như, đẹp quá. Rồi, cái bớt này nè. Chị Phan, quay lại cho mọi người coi. Biết chừng nào mới tô xong kìa. Cho trắng đen là lên lớp 9 hỏi anh Kiệt. Anh Khải Kiệt. Anh Khải Kiệt, anh Khải Kiệt chỉ cho chơi. Chơi chị là chơi đen trắng luôn. Đi đi. Khỏi anh phải chuyện đó anh dễ quá nè. Ừ. Nhìn hình rất là tốt luôn. Tập thể dục với chính hai. Hôm qua con còn chơi vậy. Rồi à, rồi trời. Anh đồng đâm coi rồi. Rồi à. Còn chơi chì nước, chì dầu là lên gặp anh Quốc Thuận. Chơi mắc cơ là lên gặp anh Quốc Bảo. Hả? Trời ơi, mấy anh đó là chơi màu tốt lắm. Trời ơi, nó cái bức này nó đẹp quá ha. Ảnh chỉ lên khói tốt quá nè. Cái màu tông nó dịu gì đâu á. Một đống màu da là màu da không đó hả? Đúng rồi, vẽ lúc nãy không chặt luôn. Hơi xinh quá vậy ta, chắc thầy cũng săn một bộ quá, biết sao không? Nó tặng. Hả? Nó có nhiều loại lắm, có cái gì em chưa tới mua. Ồ gì hả? Không, một củ hả? Một củ một bộ hả? Cái này trong có nhiều loại, chị chia ra những giá khác nhau lắm, không thấy sale hả? Chắc thầy phải săn một bộ thôi, đẹp quá. 102 vậy em còn chăm đó nghe chưa? Tại vì lên màu tông da đẹp, tại có nhiều cái marker bình thường đưa lên da nó chất quốc hả? Nên săn một cái loại màu da nhiều tông. Cố lên trời ơi trời. Anh đứng khu nhà lá chứ đây sao rồi. Vẽ màu này nó cực lắm á. Nhưng mà vẽ xong á em phải để thời gian cho nó khô nữa nha chưa. Bài em nộp rồi hả Phúc Hịnh? Ờ bài xinh quá trời ơi, già quá ha. Lấy cũng dở ngồi thử màu luôn hả? Trời ơi em làm hay là sao? Hay là Thịnh làm? Vậy hả? Có vẽ bài em muốn tặng màu la nó bây giờ. Vậy hả? Xuống vẽ màu của người ta mà lấy cũng dở người ta thử màu hả? Sao kỳ vậy Phúc? Vậy hả? Trời ơi mày mốt bước với đội ra. Trời ơi tép màu vậy là xỉu quá nha. Trời ơi nó tốt gì đâu nè, tô xong nè, đẹp ghê không? Tốt ghê chưa? Nhanh đi, tốt ủa gì vậy? À ký tên đó hả? Em à, đứng ở mức độ gọi là an toàn đi. Thích quá, tổng hợp những bài vẽ tốt. Thích quá. Thích quá. Xỉu cái đợt luôn. Hả? Trời ơi, nó đã quá em ơi, cái góc này. Đã quá đi. Lên hình đẹp ghê nè. Thì các cô hoài không biết chán là gì. Hả? Đâu coi coi Trà My. Nãy giờ bài của Trà My mới được lên nè. Thầy vẫn thấy nó kỳ kỳ vậy, mấy em có nhận ra không? Cái cổ ừ, nó mới cái cổ. Ờ. Nhìn nó lạ lạ. Cái đầu với cái cổ nó hợp không? Nhìn cái khác biệt luôn, mặc dù thầy không biết cái gì đó, không có coi về nó. Nhưng mà nhiều bạn vẽ riết cái nhìn quen. Nhanh lên mấy em ơi. Cố lên mấy em ơi. Cố lên, cố lên. Chi tiết nhiều thành ra hơi cực ha. Ủa cho thầy xem mẫu bức tranh này coi, nãy giờ chưa thấy luôn á. Xinh quá nè. Ok chốt, tốt quá. Đơn giản như vậy thôi. Bức này em vẽ lâu không Mai Trâm? Không hả? Nói chung có khiếu quá ha. Đây cũng vậy. Đồ xinh quá. Rồi. Rồi chốt nha. Khổ quá. Ai cho xong tranh thủ